các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ như một khu vườn nhỏ dù bạn đến lúc sớm mai chiều tà. Ở đây mình kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu, mong bạn luôn yêu thương bản thân vì những gì đã qua và cho những gì sắp tới. Vui vẻ tạt qua đi chơi với mình. Thì bây giờ là 10 12 giờ đêm. Mình vẫn mới học tiếng Trung xong. Và mình rất là khùng điên ba chọn tại mình theo bài không có kịp. Và hôm nay thì cũng là một cái tụ bài mà mình bài này là bài được tặng nha. Bài này bài được tặng cũng là bài Việt hóa tên là Dark Wood. Cũng không phải gu của mình. Mình không có xài bài đặt đặt bóng bóng ha. Mình ít có xài bài đặt đặt bóng bóng. Nhưng mà hy vọng là cũng giống như cái bộ bài được tặng mà mới quay trong cái clip trước á, thì cũng sẽ giải bài rất là vui. Chủ đề hôm nay thì cũng vui không kém luôn. Chủ đề đó là nếu thích em thì anh hãy nói what I need. Thì thật ra mình nói trước, đối với những bạn nào mà không có nghe cái phần intro của mình á, thì các bạn chắc chắn sẽ chọn sai ha. Cái trải bài này thì mình chỉ đặt cái trường hợp đó là nếu cái anh đó hoặc là cái em đó thích nha, thích bạn thì nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà mình nói trước nó là chỉ là nếu thôi, thành ra chuyện này sẽ không có thật đâu nha. Nó không có thật đâu, đừng có hoang tưởng nha mọi người. Mình tụ một, tụ hai và tụ ba ha, chỉ là nếu trường hợp cái người đó mà thích bạn thì nó sẽ như thế nào. Rồi 1 2 3 mình sẽ để đá vào xem. Thích thiệt thì tốt rồi, mà không có thích thiệt thì thôi chứ sao giờ. Hello mấy bạn chọn tụ số 1 hay trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhắn tin nữa. Mệt ghê, cứ giải bài nửa đêm là nhắn tin. Các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Nếu thích em thì anh hãy nói quá anh này. Có nói quá anh này không? Tám gậy. What I need, what I need. Ni 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 ni. Ni what I need. Nếu mà thích bạn thì cái người này họ sẽ không thấy đường nha má. Lấy cái kiến đeo vô nha. Chén ghê, ủa cái mắt kiến rồi đây. Rồi, HD liền, full HD liền. Nếu mà thích bạn thì người này họ sẽ cảm thấy thứ nhất là trong cái mối quan hệ người này sẽ là một cái người họ cũng sẽ cho bạn nhiều á. Tám gậy bốn tiền. Mình cảm giác các bạn là một cái người rất là thích người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ha. Thành ra bạn rất là mong muốn là người kia sẽ chủ động với mình hơn, chiều mình hơn, như là mình hơn, ngoan hơn, dễ thương hơn. Cái gì tốt hơn thì cứ hơn, còn cái gì dở hơn thì cứ bớt giận. Bạn rất là kiểu bà hoàng, công chúa, nữ hoàng đó. Bạn rất là thích tận hưởng, bạn rất là thích sự sung sướng ha. Bạn cũng rất là thích những cái gì đó nó mang tính gọi là nghe lời gọi dạ bảo vâng nè, nhìn đây thấy rõ. Bạn rất là thích cái người yêu của bạn, mình không quan trọng bạn là nam hay nữ đâu nha. Bạn rất là thích cái sự nâng, cung phụng, cung kính chỉ bằng ngẫu nhiên. Ủa phải không ta, cung kính chỉ bằng gì ta, không nói chung quên rồi, nhưng mà đại loại giống như là biết chữ ngẫu nhiên là biết sai rồi đó. Tại vì bài lên ở đây là mình cảm thấy là bạn rất là muốn người ta hiểu được cái tâm ý của bạn, kiểu giống như là tại vì mình ngồi mình nhìn này nè, mình cảm giác trong lòng bạn đó, nó có rất là nhiều cái suy nghĩ và có rất là nhiều cái sự mình nói theo kiểu là hơi thiếu rủi, thiếu an toàn á. Bạn rất là thích một cái người mà họ tâm ý, họ không có tâm kế, họ rất là tử tế và họ cũng không có phế. Kiểu giống như là bạn thích một cái người phải có những cái sự chuẩn chỉ nè, tâm 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 tư tình cảm đều phải rõ ràng, có một cái sự tinh tế ý nhị. Bạn rất là muốn một cái người yêu của mình họ phải giống như là chiều bạn một chút xíu, bởi vì mình cảm giác giống như cái tính bạn nó hơi khó. Mình không nghĩ bạn là người dễ tính đâu nha, mặc dù bài của bạn lên có vẻ bạn là người cũng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà thực sự thật á, bạn là một người rất là thích, rất là thích luôn á, rất là thích được 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 đòi hỏi nha. Nghe hơi lạ ha, người không đòi hỏi nhưng lại rất thích đòi hỏi. Kiểu giống như bạn thích ở đây không nhất thiết là bạn phải đòi hỏi ra, mà là giống như ví dụ nè, một cái người mà không có được đòi hỏi thì họ sẽ không có biết cái cảm giác được cung phụng là như thế nào. Nhưng mà một cái người mà
bạn bạn thích cái sự đòi hỏi, thì khi mà bạn được cơ hội trao cho một cái sự đòi hỏi á, bạn sẽ cảm giác giống như thổ hồi xưa giờ mình chưa có được ai gọi là yêu thương, nâng đỡ, rồi đội lên đầu vậy đó, kiểu như mình không có hiểu được cái cảm giác đó đó. Thành ra mình cảm giác giống như là khi mà bạn được ai đó nâng lên, không hạ xuống hay nâng lên, xong rồi kiểu bế lên rồi xúc lên rồi giục qua hay cái gì đó, thì bạn sẽ cảm giác giống như là mình được trải nghiệm một cái cung bậc gì đó nó mới. Mình cảm thấy bạn thích cái mới, bạn thích những cái cảm xúc mới. Nếu thích họ, nếu mà thích bạn thì họ sẽ là một cái người, mình nghĩ người này sẽ là một cái người lãng mạn, nhưng lãng mạn của kỵ sĩ tiền nó sẽ không có có kiểu như hoa hồng nến thơm, rồi nhắn tin ướt át ủy mị như kỵ sĩ cốc, mà cũng không phải kiểu giống như là anh sẽ chở em đi phong độ tim em như của Brand Evan, nhưng mà kiểu giống như là có cái gì đó nó sẽ hơi kiểu gọi là nó rất là bốc mùi lên của sự gọi là sang chảnh đó. Kiểu giống như là anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng, còn không nhà hàng thì cũng sẽ anh sẽ dẫn đến những cái nơi mà gọi là xuất sắc, kiểu giống như ví dụ như là cái chỗ anh thích ăn, cái quán mà nó dính gì tới anh á, kiểu giống như ví dụ như là bạn này thích đi ngắm sao, ngắm trăng, ngắm mây, ngắm gió, thích có chỗ hóng gió, hay là có những cái nơi mà nó riêng tư các bạn, nó riêng tư thôi, không nhất thiết phải là sang chảnh, nhưng mà nó mang cái đậm cái dấu ấn màu sắc hơi hám gì của bạn này. Kiểu giống như ví dụ như bạn này thích thích chơi với chó với mèo đi, thì bạn này sẽ biết một cái cửa hàng chó mèo mà để chuyên chơi chó mèo, thì bạn sẽ họ sẽ giới thiệu bạn nếu mà bạn thích đi chơi chó mèo. Hoặc là giống như bạn này thích uống trà ăn cà phê, không uống trà ăn bánh, thì kiểu giống như là bạn này sẽ kiểu giống như là dẫn bạn tới cái quán trà quán bánh rất là ngon mà không phải ai cũng biết, hoặc là đại loại nếu bạn này có biết bạn này cũng mong muốn giới thiệu bạn á. Tức nghĩa là cái kiểu của kỵ sĩ tiền là cái kiểu tôi sẽ thiết đãi bạn bằng một cái giá trị mà nó mang cái màu sắc, nó mang cái hương vị, nó mang cái mùi của tôi á, và bởi vì họ muốn mở cái lòng của họ ra cho bạn thấy, bởi vì họ vốn không phải là kiểu người mở lòng ha. Và mình cảm giác khi mà hai bạn yêu nhau, khi ở ngoài nếu giả sử hai bạn yêu nhau thì cái người này họ sẽ kiểu họ sẽ giống như may túi ba gang vậy bạn. Mình nhìn ở đây nè, cái áo choàng của người này giống như kiểu giống như là hãy mang túi ba gang mang theo mà đựng, kiểu giống như là hãy đựng cái tấm chân tình của tôi, đựng cái tấm lòng của tôi á, mà kiểu giống như là cái tấm lòng này nó không phải là lúc nào tôi cũng show ra cho bạn thấy, bởi vì tôi yêu bạn nên tôi mới làm á, chứ nếu mà tôi không yêu bạn là tôi không có show cho bạn thấy cái tấm lòng của tôi đâu. Mình nói tấm lòng là đúng nghĩa tấm lòng luôn đó, bạn không có nghe lộn chữ tấm lòng đâu. Ồ, có kỵ sĩ gậy nè, má này cũng sẽ là vì anh rên dân tổ phong độ tiên im, mà cũng biết có phong độ không nữa, tại giống vậy là bài này đâu có thật đâu. Đúng là thật là một cái trải bài gọi là cẩu cẩu chó. Nói chung đọc cái trải bài này cũng vui mà, lâu lâu mình tưởng tượng mình yêu được một người nào đó ngon lành đồ cho nó bớt hẻm, kiểu như cuộc đời nó hẻm quá, mình coi mấy trải bài nó vui vui á, thấy cuộc đời mình nó vui liền. Nếu mà họ với bạn yêu nhau thì ê má này mà yêu bạn á, đảm bảo luôn là má này kiểu gọi là khỏi làm gì trơn luôn má, kiểu giống như là em cứ ngồi đó đi anh làm hết cho em, cứ ngồi đóng đó giống như đóng đóng gì cũng được đó, anh sẽ làm hết. Còn không là kiểu như là 7 giờ đi ăn nha, rồi tới đó là xúc em đi thôi, anh không cần phải, em không cần phải làm gì nhiều, bình thường thôi, không cần phải lộng lẫy trang hoàng, không phải son phấn, không phải cầu kỳ gì đâu, kiểu như là lại là em cứ là em đi, em xấu cũng được em đẹp cũng được, anh thương là anh thương, kiểu giống như là cái con người của em đó, cái con người trần trụi như The Star này nè. Tức nghĩa là The Star là một cái kiểu người mà họ yêu người ta là bằng cái giống như nãy mình nói á, cái người đó họ thích cái hơi, họ thích cái màu sắc, mà thích cái mùi vị. Mình chắc chắn bạn nếu thật sự bạn và họ thích nhau thật á, họ sẽ rất là để ý tới cái hương, màu sắc, vị của bạn. Dĩ nhiên nghe cái chỗ này mọi người sẽ hỏi hiểu hỏi giống như là ủa hương sắc vị là gì, là như nó ăn mình vậy, là không, đây không phải sashimi, có cái này không phải sashimi của Chibu, phải không ta, sashimi gọi là của Chibu phải không, nhưng mà đại loại giống như là cái mùi hương vị hoa đổ ở đây, tức nghĩa là nước hoa nè, mùi tóc nè, cái khẩu vị ăn của bạn nè, hoặc là những cái gì mà bạn dùng liên quan tới mỹ phẩm rồi đó. Có thể má này sẽ không phải là cái kiểu người quá rành theo kiểu là em có xài má hồng này không, hay em có dưỡng cái kia hay không, hay là em có thơ tô son trát phấn này cái này không, nhưng mà họ sẽ nói là em có mua cái gì, cần mua cái gì không, anh sẽ chở em đi mua, em có cần cái thứ này không,
cần thì đi anh trả tiền kiểu vậy. Nói chung nó rất là hào phóng á, như tại vì thật ra bạn này là có kỵ sĩ tiền và kỵ sĩ gậy, vừa có tiền mà vừa có nhiệt tình đó bạn, vừa có tiền mà vừa nhiệt tình là quá ngon lành. Tại vì nếu kỵ sĩ gậy không thì sẽ kiểu giống em có muốn đi chơi không anh chở em đi, nhưng mà ăn thì tính sau ha, mua gì thì tính sau ha. Với lại bạn này có một kiếm nữa, bạn này là không rủ thì thôi nhưng mà chắc chắn rủ là có kèo, tức nghĩa là ví dụ cũng như kỵ sĩ gậy nãy đi, chiều nay rảnh không đi chơi thì nếu mà rảnh thì đi không rảnh thôi, đó là một cái kiểu người ha. Còn dạng này là chiều nay đi chơi nha, nhớ nha, đi nhớ 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 nha, đi đâu làm gì, lịch trình ở đâu, mấy giờ, đi chỗ nào, đi chỗ A chỗ B chỗ C, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ hết. Một kiếm tức nghĩa là có lên kế hoạch, một kiếm là không có tùy hứng nha mấy má, một kiếm là kiểu là hôm nay anh sẽ dẫn em đi khu này, mình sẽ ăn món A, xong một hồi xong ăn chỗ đó xong mình sẽ đi qua khu B mình hóng gió thả diều, xong rồi mình vòng về mình sẽ đi đâu đó. Tức nghĩa là họ có một cái sự suy tính trước trong đầu chứ họ không có kiểu đi ngẫu nhiên đâu. Dĩ nhiên là kỵ sĩ gậy nó vẫn sẽ mang cái màu sắc của sự ngẫu nhiên chứ không phải là tự nhiên đùng đùng mà gọi là lên kế hoạch một một lèo xong rồi nói rảnh là đi 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 đi, không có. Bạn này là kiểu ê rảnh hôm ngày mai rảnh không, vẫn có hứng ở trong đó, tức nghĩa là nó vẫn tùy cơn lắm. Giống như ví dụ là nguyên tuần rồi không có thấy dẫn nhau đi chơi đi thì bạn này nói ê tuần này mình đi chơi với nhau nha, anh định là đi chỗ này chỗ này chỗ này, em có muốn đi không. Tức nghĩa là vẫn có cái sự ngẫu nhiên nhưng có cái tính kế hoạch ở trong đó chứ nó không có kiểu người là hứng lên cái chạy xe qua nhà cái kiểu xúc đi là không có ha. Với cái kiểu của bạn này là khi yêu á, bạn này mình thấy hành động nói thì ít lắm nhưng mà tâm ý thì nhiều ha. Bạn này thích một người là bạn cảm nhận được qua hành động, bạn thấy được qua những cái thứ mà bạn đó làm cho bạn, rửa chân, quét nhà, lau nhà, dọn phòng, bệnh thì có người chăm, bị thương thì có người hỏi, đưa đi băng bó, cần làm gì đó thì có người gọi là ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Nói chung bạn này là kiểu hoàng tử đó, Prince Charming đó, Prince Charming đó, Charming Prince đó, không biết qua là Princess Charming nhưng mà Prince Charming là cái gì ta? Hoàng tử trong mơ hả? Không, nói chung đại loại là một cái kiểu gọi là hoàng tử trong mộng đó, mộng ảo, mộng tưởng rồi đó. Với lại bạn này là một cái người rất là nhiệt tình, bạn này có một cái tâm trí nó rất là trong sáng ha, thuần túy ha, mặc dù là tướng hơi tà râm nhưng mà được cái tâm tư hơi trong sáng, nói chung cũng tà râm lắm nhưng mà được cái là mình thấy một cái người sống rất là có chuẩn mực, có bài bản. Bản thân bạn này mình thấy là một người dễ thương á, khá là dễ thương, có thể nó không phải là kiểu người quá ngọt ngào thơ tình lãng mạn hay là kiểu gọi là nó thậm chí đứa này nó có thể hơi hơi cục tính hoặc là nó hơi bẩn tính nữa, bẩn tính hoặc cục tính cọc tính đó, kiểu giống như là lâu lâu nó cũng hơi quạo đó, nhưng mà quạo xong sẽ xin lỗi, quạo xong sẽ biết kiểu như là anh không cố ý, anh đang stress, anh đang có vấn đề, tức nghĩa là họ sẽ có cách để xin lỗi bạn hoặc là chuộc lỗi với bạn chứ không phải kiểu giống như chửi vô mặt mình xong rồi đi xin lỗi là không có nha. Bạn này sẽ kiểu như là anh lỡ hơi nóng tính, anh lỡ hơi lớn tiếng, anh lỡ lỡ, tức nghĩa là có cái sự lỡ ở trong đó. Với lại mình cũng cảm giác bạn này sẽ không có để bạn chờ, bạn này sẽ không để bạn chờ, nếu thật sự bạn này thích bạn á không bao giờ chờ, không bao giờ gọi là gục ngã, không bao giờ gọi là hứa lèo, không hứa thôi nhưng hứa chắc chắn là làm, nói được giữ lời được và mình thấy rất là đáng tin cậy ha. Nhưng mà mình cũng nói trước cái bạn này là mình nói rồi nãy giờ, từ khi nãy giờ mình nói rồi, nếu thật sự thích bạn, còn nếu mà không là cái nết của bạn này cũng không có vừa đâu nha. Tại thật sự nếu mà không thích bạn thì mình cảm giác là bạn có nói gì nó giống như nước đổ đầu dịch vậy. Nhiều khi bạn dâm bạn bấm toilet nó trôi cái là xong, nó cuồng không có nhớ gì luôn á. Tại vì mình cảm giác cái người này là nếu là thích thì là một là tất cả, nếu không thích thì là không là gì cả và cũng chả là gì của nhau ha. Xin chào các bạn, chọn tủ số 2. Các bạn có ngủ chưa? Thật ra các bạn xem chưa ngủ thì lúc này là 8 giờ. nhắn 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 đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Nếu thích em thì anh sẽ nói của ai ni 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 ni. Nữ hoàng gậy 5 cấp. Ủa thích gì dữ chưa ta? Thích dữ chưa? Nữ hoàng gậy 5 cấp. Má này si tình thai. Má này là si tình, si mê, si dại, si đắm, si cu la. Nói chung bạn này là cái kiểu người á cũng ngọt ngào đó, dễ thương nhưng mà mặt hơi quạo nha. Tính tình thì mặt hơi quạo một chút. Kiểu giống như là cái sự quạo của bạn này á nó sẽ thể hiện ra rất là nhiều thứ. Mình cảm giác giống như là nếu mà bạn này là một cái người mà mình dùng từ sao ta, cái sự mà ngọt ngào của bạn này, cái sự mà gọi là tình cảm của bạn này á, nó kiểu giống như là
mình phải ví dụ sao cho nó dễ hiểu ta. Tại vì cái mặt bạn này nó quạo lắm, nó quạo dã man lắm, nó quạo một cách mà kiểu như khó tính luôn á. Có thể bạn này ở ngoài cái gương mặt của bạn này nó sẽ hơi gọi là người ta nói là phụ nữ gò má cao á, còn không là kiểu giống như là những cái người mà, nhưng mà nếu mà nó phụ nữ gò má cao thì cũng hơi tội. Nhưng mà kiểu bạn không, mà cũng không nhất thiết bạn này phải là phụ nữ, nhưng mà đại loại là mình cảm giác bạn này khá là xương xương xẩu đồ, có cái gì nó liên quan tới xương xương, mặt mày xương xương, hoặc là những cái gì nó liên quan tới xương hơi nhiều. Có thể là bạn này hơi xương, hơi slim, hoặc là slim fit, hoặc là có cái gì đó nó liên quan tới kiểu là cao, mình dây tay dài, chân dài ha, hoặc là lưng dài. Mình cảm giác bạn này là một cái thanh niên nghiêm túc, và bởi vì nó nghiêm túc thành ra nó không có ngọt được, nhưng mà nó ngọt theo cái kiểu của thanh niên nghiêm túc, tức nghĩa là rất là sợ hoặc là rất là ngại làm tổn thương người khác, rất là, nó sẽ không tinh tế được như tụi một, nhưng mà nó được cái là nó là một cái kiểu người si với bạn, nó si mê, nó si cuồng á. Tại vì khi mình nhìn vô cái lá người đưa tin tiền này nè, là mình thấy nó ngồi nó ngắm bạn từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, từ tối cho tới khuya, kiểu giống như là nhắm hình, coi đi coi lại tin nhắn, đọc đi đọc lại những gì đã chat, hoặc là làm giống như là like hình bạn, coi bạn có like story không, canh điện thoại, canh tin nhắn, canh đủ thứ hết mọi chuyện. Nó ngắm từ profile từ hồi mới đẻ mà nó ngắm cho tới giờ luôn. Nó ngắm từ tấm xấu nhất cho tới tấm đẹp nhất. Nó coi từ trên xuống dưới, nó coi từ dưới lên trên, nhưng mà không có mọt, không có tọc mạch nha, không có sâu xé vậy đấy hết. Chỉ đơn giản là bởi vì nhớ quá mà thôi, chứ không có làm gì hết. Nhưng mà kiểu giống như là không có làm gì hết trơn á. Kiểu giống như nhớ thì nhìn, thích thì nói, nhưng mà nó không có mang cái tính gọi là, giống như bạn không thể nào đong đếm được các bạn. Giống như ví dụ như tụi một á, là kiểu dẫn đi ăn, dẫn đi chơi, lên kế hoạch đi hẹn hò, hoặc là thể hiện sự xến xúa ra. Còn cái tụi này thì kiểu giống như mặt vẫn quạo nha, mặt quạo lắm, mặt quạo đeo à, mặt rất là quạo. Nhưng mà kiểu giống như thương thì thương nhiều, giống như là bên ngoài rất là lạnh, bên trong rất là nóng á. Nhưng mà tại vì thường bạn này là nữ hoàng gậy, bạn này nữ hoàng gậy nên chắc chắn cái to bạn này cao, và bạn này sẽ không có kiểu gọi là thể hiện ra mình là một cái người mà bị lụy đâu. Dù có kiểu giống như là thích bạn chết đi được á, bạn này cũng sẽ kiểu giống như là không có quá để gọi là cho người ta nắm được cái con người của bạn đó. Bởi vì nếu mà nắm được cái con người của bạn đó, bạn nó sợ, bạn nó có những cái nỗi sợ ha. Kiểu giống như bạn này có một cái sự giữ kẻ. Cái giữ kẻ này nó nhằm mục đích đó là, thứ nhất là bảo vệ bạn đó, thứ hai nữa là bạn đó có những cái mình, bạn có năm cốc là năm cốc nè. Kiểu giống như nếu mà thật sự bạn này thích bạn, bạn này sẽ không có để bạn bắt bài hết được. Bạn này sẽ cho bạn thấy những cái góc đẹp lẫn những góc chết, cho bạn thấy những cái phần mềm lẫn những cái phần cứng. Bạn này sẽ là một cái người mà bạn rất cần cái thời gian để cho gọi là bản thân bạn hiểu được bạn đó, nhưng mà nó phải thẩm thấu, nó phải từ từ, chứ nó không có thể nào giống như là có một cái gì đó nó lẹ được. Chứ mà nếu mà kiểu giống như là mà bạn mà kiểu giống như bạn muốn có liền á, mình cảm giác khó lắm. Bạn này sẽ kiểu giống như nhả tơ nhả chữ ra từ từ với bạn, chứ bạn này không có thể giống như là, tại vì bây giờ bạn này vẫn nghĩ đó là giống như nếu mà nói một phát về mà gọi là về hai bạn á, thì bạn này sẽ cảm giác giống như là ừ thì cũng được, nhưng mà nói nhiều quá, nói sớm quá, liệu bạn có hiểu được không. Giống như ví dụ bây giờ mặt mình quạo đi, mà bây giờ mình nói với bạn mình quạo là tại vì ngày xưa cuộc đời mình nó ABCD, xong cái mình kể thiên trời địa đất về chuyện quá khứ, chuyện gia đình, chuyện người yêu cũ, chuyện tình ứa, chuyện tình nọ. Bạn nghe vô bạn có quải không? Quải. Là cái thứ nhất, thứ hai bạn có cảm thông được không? Chưa chắc nha. Mặc dù có thể họ không giấu bạn nha, tại vì bạn này chắc chắn mình nghĩ là kiểu người không có giấu nha. Thẳng thắn, nhiệt tình, mọi thứ đều rõ ràng. Nhưng mà bạn này bạn đó cảm giác giống như cái việc mà lộ hết những cái con người mình ra một lần là một cái gì đó. Mình nghĩ có thể bạn này đã từng có những cái vết thương lòng, hoặc là đã từng làm những cái việc này rồi, nhưng nó không mang lại một cái lợi ích nào hết. Nên thành ra bạn này mới nghĩ là trước tiên để một cái người có thể cảm được cái nét đẹp của bạn này, phải thấy được cái viên ngọc của bạn này. Tức nghĩa là ví dụ sao? Tức nghĩa là ví dụ như là viên ngọc tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là tôi có cái phần đẹp, tôi có những cái giá trị, tôi có những cái phần rất là xuất sắc. Tôi sẽ cho bạn thấy những cái sắc xuất của tôi. Nhưng mà
tôi sẽ không cho bạn biết tôi có hai viên ngọc. Bởi vì nếu mà tôi cho bạn thấy cả hai viên ngọc và những cái mặt mà mục nét của tôi, thì có khả năng bạn chỉ nhìn vô cái phần ngọc của tôi thôi, và bạn nói là ngọc của tôi nó đẹp quá. Nhưng mà lỡ bạn lấy cái viên ngọc đó đi, hoặc là bạn chỉ mê cái viên ngọc đó thôi mà bạn không có mê cái phần xấu á, thì người này họ cảm giác giống như đó là có vẻ giống như bạn không thích cái con người thật, bạn chỉ thích cái viên ngọc thôi, kiểu vậy ha. Mình cũng không có gọi là cảm giác bạn này là người nói nhiều đâu nha, mặc dù có nữ hoàng gậy á, nhưng mà mình cảm giác bạn này là một cái người rất là kiệm lời, rất là thận trọng ha. Bạn này, bạn này có Temperance này, có Maleficent này, 6 cốc, Chariot và Maleficent. Bạn này là một cái người sống rất là cẩn trọng, thẳng. Nãy mình nói là tính tình bạn này rất là thẳng, sống tình cảm nhưng mà cuộc đời không cho em sống lương thiện mà. Nếu mà bạn nào có Maleficent thì bạn cũng biết con này nó bị người ta phản bội. Thì hồi nãy mình cũng nói có thể là từng bị những cái vết thương lòng ha. Nói chung thì bài lên thấy cũng tội, mà cũng không biết làm gì hết. Mình cảm thấy bạn này á, nếu mà bạn thích bạn này á, hoặc là có một cái cơ hội mà tiếp cận được với bạn này, hoặc hai bạn quen nhau lâu á, bạn sẽ cảm nhận được bạn này rất là dịu dàng, sống rất là lo cho người ta, hy sinh cho người ta, biết quan tâm cho người ta, biết đầu tư, biết hy sinh là cái kiểu mà hy sinh. Hồi nãy mình nói là hy sinh theo kiểu đơn giản thôi nha, tức nghĩa là việc nặng sẽ làm nè. Giống như nếu đàn ông sẽ gánh vác gia đình, tức nghĩa là một cái hình mẫu rất là mang tính gọi là biết lo cho người còn lại á, dù là phụ nam hay phụ nữ gì cũng vậy. Tại vì phụ nam thì sẽ lo cho gia đình, tại vì có lá là Chariot, còn nếu là phụ nữ thì sẽ là người gánh vác gia đình. Bạn này có Temperance và có 6 cốc, sống tình cảm lắm, rất là giỏi mọi thứ luôn, kiểu giống như đảm việc nước, lo việc nhà gì cũng được hết á, tại vì hai cái lá này là có cứng có mềm, biết trong biết ngoài mà biết phụ nữa nha. Chứ không phải kiểu giống như là anh làm chuyện nước rồi, giờ em làm chuyện nhà đi nha, kiểu như gì nhà thấy mới đóng chén hay gì, em làm hết đi kệ mẹ em nha, không có. Kiểu giống như là em có cần làm gì phụ không, kiểu giống vậy. Không, em nói không thì thôi, còn em nói có thì cũng kệ em luôn. Thật ra kiểu giống như là bạn này sẽ kiểu như là hôm nay anh sẽ giúp như thế này, ngày mai anh sẽ giúp như thế kia. Tại vì bạn này mình cảm giác gần như bạn cũng không có làm cái gì nhiều đâu. Bạn này tính của bạn này rất là chăm chút á, tức là ví dụ như là anh đi làm nè, xong ví dụ như là em có cần tiền để mua này không, em có cần anh thấy bạn kia, anh thấy nhà của bạn kia, vợ bạn đó mua mỹ phẩm này nè, em có xài hãng đó hay không, hoặc là em nên mua đồ mới thêm đi, em nên sắm cái này thêm đi, em nên mua vàng dòng trang sức thêm đi. Tức nghĩa là có thể bạn này sẽ không phải là cái kiểu người là anh sẽ đi giống như vô tiệm vàng mua cổng dây chuyền về đưa cho bạn đeo, mà kiểu giống như sao ví dụ hay cục mịch quá, nhưng mà đại loại kiểu giống như là anh sẽ dẫn em tới tiệm vàng, còn chuyện em mua gì em đeo là chuyện của em. Em mà thấy mình thích trường hợp này hơn nha. Nhưng mà thật ra nếu mà mua tặng mà đúng ý thì cũng vui, nhưng mà cũng dịu, nhưng mà thôi kệ, người ta đã dẫn vô tiệm vàng mua thôi, cứ hoan hỉ. Tại thật ra mình cảm giác bạn này là kiểu người mình thấy một cái sự nó giống như một cái viên ngọc á bạn, mà nó hơi thô thôi, nhưng mà giống như mình cũng không thể nào đòi hỏi một người mà nó là ngọc trai được hết. Tại vì mình nói là bạn này bị tổn thương, bạn này có những cái vết thương lòng, bạn này có những cái điều mà mình cảm giác không có dễ cảm nhận. Mình nghĩ là bạn cần thời gian để bạn chạm tới trái tim của người này, để cho người này họ tin tưởng với bạn ha. Thật ra mình nghĩ chuyện này cũng bình thường, tại vì bạn này vốn dĩ là người sống tình cảm, sống lo cho người khác, và bị lừa, bị lọc, bị hãm hại, bị nói chung bị tùm xà bá lắp. Thành ra cảm giác giống như cái trái tim của bạn đó nó cũng chai sạn đi nhiều. Với lại một phần nữa là bạn này hơi đa nghi. Mình nói là mặt quạo mà, mặt quạo quạo từ trên quạo xuống dưới luôn mà. Không có lúc nào mà không quạo, ngay cái Leo Temperance nó mới bớt quạo thôi. Với lại tính của bạn này thì mình nghĩ nóng hơi ngầm, giống như núi lửa vậy đó. Nó phun là nó trào là nó trào đó. Nhưng mà không có cản được nha. Tính bạn này là mình cảm giác là một khi đã quyết, một khi đã xuống tay rồi là đau hạ không có lưu nhân được đâu nha. Tính tình rất là thẳng, thẳng với người yêu luôn á. Đúng là đúng, sai là sai. Có sai thì có nhận, còn có đúng thì có cãi nha. Nhưng mà kiểu cũng không phải là kiểu là cãi, mà kiểu như là mày đúng tao sai, mà kiểu như chỉ thẳng mặt mình chửi. Mà kiểu giống như là em có thấy em sai chưa, em có biết em làm như thế này là không đúng không, em phải nên như thế này, em cần như thế kia mới vậy mới tốt. Tức nghĩa là họ dạy bạn, tại vì The Chariot và Temperance giống như thầy, giống như cô vậy đó, giống như kiểu ba má rì la con cái vậy đó. Cái kiểu cái nết nó rất là kiểu hơi truyền thống một chút, hơi kiểu
Sợ người khác kiểu giống như không giống như ba má, ba má thương con thì sẽ kiểu giống như sợ con mình bị đau, bị té, bị ngã vậy đó. Thành ra cái kiểu thương nó hơi mang tính rầy la, nó hơi mang tính cằn nhằn. Nhưng mà kiểu nếu không thương, nếu không quan tâm, nếu không để tâm tới, chắc chắn sẽ không bao giờ nói bất cứ một cái lời nào. Kiểu như mày thích đi thì mày cứ cong giò lên mày đi, mày thích về thì mày bao giờ mày về cũng được, tao không bao giờ quan tâm. Kiểu của bạn này là nếu không yêu á nha, mình chắc chắn bạn không bao giờ là cái gì trong mắt bạn này hết. Kiểu nó còn tệ hơn tụi một, tức nghĩa là nếu mà tụi một không yêu thì nhiều khi nó còn giả khùng giả điên, nó nai nai sừ sừ, nhưng còn nếu mà tụi này không yêu là mày là người dưng, mày không có liên quan gì tới tao á, chuyện tao tao làm nhiều khi lướt qua ngày mặt nó không thèm nhìn tới luôn á. Dạ các bạn, dừng từ số 3 trước khi vào phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, làm bình luận cho mình nữa. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ở nì nì ái wo wo ái nì ba kiếm ba ngày bay. Ôi móc bài bảy kiếm luôn nha, chê lắm nha, tao ghét bảy kiếm lắm nha, hơi bị chê năng lượng bảy kiếm nha, lúc nào cũng bảy kiếm hoài, chán gần chết, cuộc đời không có gì ngoài bảy kiếm và tower. Dục dục dục, mốt thấy bảy đâu, thấy sáu kiếm như tao, à, thấy bảy kiếm như tower là dục 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 dục, không thấy mẹ luôn. Nếu mà bạn với bạn này thích nhau á, bạn này sẽ là một cái người gọi là làm sao, kẻ thù của em là kẻ thù của anh, ân nhân của em là ân nhân của anh, đường em đi anh trải hoa hồng, trước hoa hồng là cái gì đó anh sẽ dọn đường nó hết. Anh có thể là yêu quái với người ta nhưng mà anh sẽ là tiên nữ đối với em. Tức nghĩa là bạn này là một cái người anh sẽ dịu dàng với mình em, nhưng anh sẽ là gọi là Tào Tháo đối với cả thế giới cũng được. Kiểu bạn này là một cái người mình cảm giác cái màu sắc của bạn này nó hơi kiểu bad boy em, bad boy bad girl, nhưng mà kiểu nó không có tới độ gọi là giang hồ đâu nha, nhưng mà được một cái á, là cái kiểu người rất rõ ràng. À không, nó bảy kiếm mà nó rõ ràng thì cũng không được lắm, nó sai lắm, không có rõ ràng, mà kiểu giống như là một cái kiểu người làm anh có thể chịu cực, chịu khổ, chịu gian, chịu khó giùm em á. Anh có thể đóng vai phản diện giùm em đó, em cứ đóng vai gọi là thánh thiện đi, anh một mình anh lo hết, anh có thể gọi là đầu chó trâu dê gì ở ngoài đường, nhưng mà anh có thể là chó con đối với em. Tại vì kiểu của bạn này là nếu tôi thương bạn, cái gì khó cứ để tôi làm, cái gì cực cứ để cho tôi quản giao xử lý, tôi muốn em là một tờ giấy trắng trong suốt như pha lê. Nói chung nó hơi ngôn tình đó, nhưng mà cái này phải ngôn tình kiểu gì ta, mình không có đọc chuyện ngôn tình nhiều, nhưng mà kiểu giống như thôi nói chung không biết, nhưng mà đại loại giống như là một cái kiểu người là tôi sẽ dọn đường cho em đi để em thăng quan tiến chức, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ em nhiều nhất, nếu mai các khi bạn này không phải giang hồ thì bạn này là sếp đi, bạn này là người có chức có quyền đi, bạn này sẽ là kiểu em có muốn kinh doanh làm ăn không, anh sẽ hỗ trợ, anh sẽ giúp đỡ, em có muốn học hành gì thêm không, anh sẽ định hướng cho em lời khuyên, em có đang gặp khó khăn chuyện gì không, có cần anh giúp đỡ gì không. Cái kiểu giống như là nói làm sao ta, cái kiểu tình yêu đó mình chưa có gặp nên mình cũng không biết gọi đó là gì, nhưng mà đại loại là một cái người rất 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 tin yêu vào cái người họ yêu, nó hơi mù quáng nha, bạn này thì nó hơi mù, nó hơi quáng chút xíu, nhưng mà chỉ mù quáng với người họ yêu thôi nha. Nhưng mà mình nói trước, trước khi yêu được bạn này nó không phải là một chuyện dễ dàng đâu nha, mấy má này là đời nào dễ ăn vậy, đâu dễ ăn của ngoại. Nếu mà chưa yêu đố ăn được đồng xu các bạn nè, bạn này là kiểu gì nè, đúng rồi, bạn này mà hay đọc mấy cái bài đăng ở trên mạng mà kiểu giống như là tỷ phú giả bần giả người nghèo khổ đồ đi thử thách lòng phụ nữ rồi đó, đây chân dung của một tỷ phú thử thách lòng phụ nữ, hoặc là chân dung của nữ tỷ phú thử thách lòng nam nhân. Tại vì bạn này là một cái kiểu người là vàng bạc đá quý kim cương hột sòn gì đó là chỉ thử thôi, nhưng cái thứ tấm lòng mới là thứ quan trọng nha. Nhưng mà đáng tiếc bạn này không có tin vô tấm lòng lắm đâu, bạn này giống kiểu tụ một đó, giống như anh có tấm lòng nhưng mà tấm lòng của anh nó giống như là chữ lòng không có g gì đó, tấm lòng mọi thứ nó đều như cái lòng. Tại vì bạn này kiểu giống như là bạn này giống như là mình cảm giác bạn này có một cái thế giới nó rất là đặc đặc bỏng bỏng luôn á, giống như bộ bài này nó đặc đặc bỏng bỏng luôn á. Cái thế giới của bạn này là một cái gì đó nó đen tối, nó đen thui lùi à, hoặc là trước khi gặp bạn cái thế giới bạn này nó hắc ám lắm, hắc ám lắm luôn á. Kiểu giống như bạn này có thể là từng kinh qua rất là nhiều thứ, từ giang hồ, từ gái gú, hoặc là thậm chí bạn này từng có nhiều cái bí mật mà mình cảm giác giống như kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu á, nhưng mà giấu hết,
hoặc là không bao giờ phơi bày ra, hoặc là kiểu giống như một cái người mà có thể bận áo sơ mi nhưng mà bên trong là hình xăm giang hồ rồi đó, kiểu bạn này vậy. Nhưng mà sâu trong con người bạn này là một cái người mình thấy ok, sáu gậy, tức nghĩa là người có tầm nhìn, là người có hướng đi, có chiến lược, là một người biết tiến thủ, nhưng mà bị cái tâm bảy kiếm, tức nghĩa là tâm không có tin người, một cái tâm nó hơi xấu xí thôi, kiểu giống như là giống như cả đời này ai cũng lừa gian dối đó, nên anh cũng phải dối gian lọc lừa đó. Nếu mà bạn yêu bạn này thì chắc chắn bạn này không có lừa lọc bạn rồi, nhưng mà kiểu giống như là trước khi mà bạn có thể bước vô trái tim của bạn này á, thì bạn cần phải có một cái chìa khóa, bạn phải chứng minh. Nhưng mà được một cái là khi bạn chứng minh rồi thì tất cả cái gì của bạn này là của bạn, và ngược lại ha, bạn này không có tính toán gì với bạn và bạn này cũng không bao giờ làm cái gì hại bạn. Nhưng mà bạn hại nó đi rồi bạn xác định với nó luôn nha. Đứa này là mình nói trước nha, đứa này là đứa hai chiều ha. Mày hại tao là tao hại mày. Nhưng mà thật ra mình cũng không có muốn nói theo kiểu nó nặng nề vậy, tại thiệt ra mình cảm giác như nếu thật sự bạn có làm tổn thương bạn này á, bạn này sẽ kiểu giống như là em sẽ tiếc vì đã làm tổn thương tôi đó. Dằn mặt kiểu đó là em sẽ tiếc vì đã làm tổn thương tôi. Tôi sẽ cho em thấy thế nào gọi là làm tổn thương tôi. Còn làm như thế nào thì tôi không biết. Chứ thật ra bạn này cũng sẽ không có làm gì bạn đâu. Mình cảm giác bạn này si lắm, rất là si, rất là lụy nha. Lên là Magician và cua kiếm nè. Cũng rất là lý trí ha. Thấy chưa? Bạn này là cái kiểu người gì nè. Nếu mà yêu bạn này á thì mình chắc chắn bạn sẽ giỏi lên trông thấy luôn, giỏi rõ luôn á. Bạn này quá giỏi, bạn này vừa vô kiếm vừa là Magician, kiểu người mà nếu mà bạn làm cái gì á mà dở, bạn mà ngu ngu mà bạn ngơ ngơ nghe nghe ngái ngái rồi đó, bạn đi theo đứa này giết bạn khôn luôn á, còn nhiều khi bạn không chừng bạn lừa luôn được người ta luôn á. Bạn này là một cái kiểu người có thể nhìn thấy được người khác, có thể hiểu được người khác, có thể nắm được tâm ý người khác rất là tốt. Đi lên từ bàn tay trắng là một cái người thật sự mình cảm giác là một cái người mà kiểu kinh nghiệm đầy người á, thành ra khi yêu bạn này á khó lừa được bạn này lắm. Bạn này thích cái kiểu người phải gọi là dùng từ sao nè, bạn nhìn nè, hai cái lá này nó tương quan nhau, bạn này là vua đi thì bạn là học trò, lá này là lá người đưa tin, nhưng mà đôi khi mình có thể dịch là novice hoặc là novice hoặc là kiểu như apprentice, tức là những cái người học việc, những cái người thợ thầy, thợ thầy nhưng mà thợ đi học á chứ không phải là thầy ha. Thì dù là thợ hay là dù là người học việc hay là người thử việc gì cũng vậy, thì bạn này chắc chắn sẽ xem bạn là một cái người học trò nhỏ, một cái người mà bạn đó che chở, hoặc là cái người núp bóng, hoặc là bạn này là cây cao bóng cả, bạn đó không có đè bạn mà bạn đó che cho bạn. Cứ nghĩa là một cái năng lượng của bố già, của nãy giờ mình tính nó là daddy đó, nhưng mà kiểu như nó không tới độ daddy đâu, bạn này không phải là sugar daddy đâu, bạn này là son tì daddy, gọi là cha muối á. Tại vì thiệt ra mình cảm giác giống như là bạn này không có ngọt, bạn này không phải là kiểu ngọt ngào mà kiểu như anh sẽ dâng cho em cung vàng điện ngọc như kiểu tụi một tụi hai, không đâu, không có đâu, không có cung vàng điện ngọc gì đâu đây. Kiểu giống như là nếu em muốn xây cung vàng điện ngọc, anh sẵn sàng chỉ em cách, anh sẵn sàng lót nền cho em luôn, nhưng mà em phải tự xây, rồi sau đó em sẽ biết ơn anh vì anh đã cho em một cái nền tảng quá đẹp. Nhưng mà kiểu trời, người ta đã cho nguyên cái miếng đất để xây nguyên cái nhà này còn gì nữa, đòi gì tới đó thôi mấy má. Còn ai đòi luôn cái nhà nữa thì thôi ta cũng lại mấy má luôn, cho miếng đất là quá ngon rồi, ta chỉ cần nửa miếng đất là ta cũng thấy vui. Thiệt sự nó không phải tính toán, nhưng mà thiệt sự mình cảm giác bạn này là cái kiểu người, tại vì The Magician tức nghĩa là bạn này là kiểu chiến lược gia á bạn, một cái người mà mình cảm giác khi mà bạn yêu vô á, bạn sẽ cảm thấy giống như là I can do everything, tức nghĩa là tôi có thể làm mọi thứ á, chỉ cần đứng stand by me na 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 na, na. Kiểu như vậy. Của bài gì đó quên mất tiêu rồi, nhưng mà boy gì over flower gì đó đại loại vậy. Nhưng mà kiểu mình cảm giác giống như bạn này có cái gì đó nó rất là, mình cảm giác một cái sự chuyên nghiệp, một cái sự chuyên môn cao. Khi yêu với bạn này sẽ kiểu nắm tay dẫn dắt, rồi kiểu giống như là một cái người mà kiểu sẽ ví dụ như họ sẽ nói với bạn vậy, em ơi đừng làm gì vậy, nhưng mà họ sẽ kiểu giống như họ sẽ để cho bạn làm sai nha, xong rồi họ sẽ nói là không đừng làm vậy nữa, mình làm vậy nè nó sẽ đúng 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 nè. Họ không hẳn là một người sẽ can ngăn bạn trước, nhưng mà nếu có cái gì đó hiểm nguy á, thì họ sẽ nói là no 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 đừng làm vậy là em sẽ bị tổn thương đó, sẽ giống anh như vậy vậy vậy. Tức nghĩa là bạn này là một cái năng lượng nó vừa thôi bạn, nó không bảo bọc như như cái tụ tụ đi coi, nó không có bảo bọc như tụ một, nhưng mà nó cũng không có chua lẹ chua lét như tụ hai, nó hơi pha pha chút xíu, nhưng mà nó không phải pha tạp của hai tụ đó lại, nó hơi pha pha thôi. Với bạn này là một người rất là giỏi lắng nghe, yêu bạn này là phải tâm sự, yêu bạn này là phải chia sẻ,
yêu bạn này là phải nghe lời. Có cái chữ nghe lời nha. Tại thật sự năng lượng của bạn này mạnh quá, năng lượng của bạn này cao quá, mình cảm giác bạn thua xa bạn này, thua xa lắc. Thậm chí bạn này có thể giả ngu mà bạn này vẫn hơn bạn được á. Tại vì thật sự mình cảm giác năng lượng của bạn này rất là giả tạo. Nhưng mà kiểu giống như nó giả tạo kiểu kiểu giống như là ủa vậy á hả? Nhưng mà kiểu giống như là trong bụng đã biết rồi, nhưng mà kiểu họ rất là muốn nghe cái tâm tư tình cảm của bạn thiệt, ở cái góc độ là một cái người ngang hàng. Rồi sau đó họ mới nói là ở ngày xưa thời đó anh cũng ngu như em vậy đó, nhưng giờ anh khôn rồi em. Kiểu vậy, nó hơi tạt nước vô mặn tí, nhưng mà đại loại là kiểu người nó không, nói chung nó không có mặn, nó không có kiểu nói chuyện như tạt nước vô mặt bạn gì đâu. Nó sẽ kiểu ngọt hơn, nó sẽ kiểu giống như là em tự lấy đi nước em tạt vô mặt em coi, thì em sẽ thấy như thế nào gọi là đau khổ. Kiểu họ sẽ để cho bạn học và trải nghiệm. Mình thì mình không có cảm nhận được người này sẽ là một cái người, mình không biết sao, nhưng mà tụ một tụ hai thì mình có thể dám khẳng định theo kiểu như là một cái gì đó nó thư từ, nó ngọt ngào, mua quà dẫn đi tiệm vàng rồi, nãy mình ví dụ vậy. Còn cái tụ này sao không thấy dẫn đi mua vàng mua đất gì hết trơn, bay không thấy có dẫn đi ăn uống gì hết trơn luôn á. À, tụ này gọi là nấu cho ăn, biết làm hết luôn, biết hết mọi thứ, quần cái gì cũng được hết, nấu cái gì cũng được, làm cái gì cũng được hết. Kiểu giống như là để anh nấu cho em một bữa ăn thịnh soạn. Bạn này mình nghĩ là người giỏi, còn không là gì nè, để anh dẫn em đi một cái chỗ rất là ngon, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, kiểu xuất sắc thiệt á má. Kiểu giống như dẫn tới cái chỗ mà đáng đồng tiền bát gạo luôn á, mà không phải ai cũng dẫn được dẫn đi vô đâu. Nhưng mà kiểu không có tiếc đâu má, không bao giờ tiếc tiền, cũng không bao giờ tiếc công tiếc của dẫn đi nha. Tức nghĩa là ví dụ như hỏi là đó giờ em có bao giờ đi ăn gọi là vừa đi ăn vừa hóng hóng tàu biển, hay là đi du thuyền, du thuyền hay ghê quá, kiểu giống như là đi lên tàu rồi hóng gió rồi ăn tiệc đêm chưa, nghe nhạc giao hưởng đồ, hoặc là kiểu giống như là em có bao giờ đi ăn rồi gì dining, cái gì ta, dining phải không ta, cái gì mà vô ăn xong người ta là phục vụ từ A tới Z đó, dining phải không, nói chung mình cũng không rành, nhưng mà đại loại những cái buổi tiệc nó rất là ngon ngon nhẹ nhẹ đi. Nói chung mình cảm giác đi với bạn này là lên level các bạn. Bạn này giống như tầng lớp thượng lưu vậy đó, còn mình giống như tầng lớp hạ lưu vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng không tới đâu hạ lưu lắm, nhưng mà thôi kệ, đi chung với mấy người thượng lưu thì mình cũng hửi được miếng. Kiểu bạn này không phải là kiểu giống như là sang bác hoàng làm họ, nhưng mà bạn này mong muốn nếu một ngày nào đó giả sử chúng ta không yêu nhau nữa, bạn này sống lý trí lắm nha, nếu giả sử một ngày nào nữa mình không yêu nhau nữa, mình chia tay nhau đi, à không, mình lỡ mình chia tay nhau ra chứ không có chia tay nhau đi, thì em vẫn có một cái cuộc đời mà anh chắc chắn em sẽ không bao giờ tiếc á. Tức nghĩa là lỡ mình có hụt qua nhau thì em vẫn có cuộc đời của em và anh vẫn có cuộc đời của anh đó. Tại vì mình cảm giác bạn này sống lý trí lắm, không có dễ ăn của ngoại đâu.